chào mừng tất cả các bạn đến với channel Nắng Ấm của tôi nha. Mai mình sẽ quay cảnh thu hoạch lúa dưới miền Tây mình cho mấy bạn xem nha các bạn. Rồi nay mình sẽ quay hạt hiếm cho mấy bạn xem luôn. Giăng ma 105 bờ lút nha. Rồi đang thu hoạch, nó đang chạy lên nè. Rồi con này là hộp số Hàn Quốc luôn, chạy rất là nhanh nè. Không thể nào được kịp á. Ở trên kia có ba chiếc máy nó đang làm việc chung luôn kìa. Con này cắt nhanh quá các bạn ơi. Giăng ma 105 Blue nha. Cái màu không, bên này bên đâu 5.000 mấy, 5.000 hai cái đó, rồi rồi đúng rồi. Cái bảng nó bự lắm.
nên nó chống lúng rất là hay nha. Trên kia có 3-4 chiếc máy nó đang cắt chẩn kìa. Đây, đi ra đâu như nào không? Có xuất hiện không? Đi bay thôi hả? Không xuất hiện không? Chút xíu qua chuột hả? Từ cái chân này ha. Cảm ơn các bạn.